chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Dương Dê, mình là Mika đây. Hôm nay thì mình sẽ trên tay cái chiếc iPhone 6s này và test game cho các bạn thôi. Trước khi đi vào chi tiết video thì các bạn có thể là tham khảo những sản phẩm khác tại điện thoại Hay. Tại vì cơ bản đây là một chiếc máy mình mượn từ một người bạn của mình thôi. Đó, một chiếc máy cũ. Thì mình test để xem là ở cái hiệu năng của nó ở thời điểm hiện tại là có còn được như là những gì chúng ta đang mong đợi hay không các bạn nhé. Rõ ràng thì phân khúc giá này mình nghĩ rằng là các bạn nên cố gắng mua một chiếc iPhone 7 Plus đi. Nó sẽ hợp lý hơn so với lại một chiếc iPhone 6s như thế này. Đó, cấu hình nó sẽ cao hơn. Bây giờ thì mình sẽ show điểm AnTuTu cho các bạn xem này. Với con chip Apple A9 thì chúng ta sẽ có điểm số là 153.000 điểm. Và ở đây điểm GPU của nó sẽ là khoảng 31.000. Đó, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tựa game PUBG Mobile thôi. Ok, và như vậy mình đã vào game này các bạn nhá. PUBG Mobile mượt 30fps cho cái chiếc máy này. Nhảy ra đây các cậu ơi, mình nghĩ sẽ là nhảy chỗ này đi. Thực ra thì đối với lại cái chiếc máy bé nhỏ như thế này, mình không thật sự là kiểu mạnh dạn cho lắm để có thể nhảy những cái khu phức tạp đông người. Mình không thích cái sự bon chen đó. Rõ ràng thì đối với lại những chiếc điện thoại có cấu hình mạnh và màn hình to thì nó sẽ là một điều khác, nhưng mà chiếc máy này nó khiến mình khá là tự ti về kỹ năng thượng thừa của mình ý. Nên thôi, nhảy chỗ nó ven bờ cho nó an toàn. 30fps trên một cái màn hình nhỏ này mình thấy là nó khá là mượt. Chắc là cũng tùy. Nhưng mà như thế này thì mình thấy là vẫn chơi ổn thôi. Tuy nhiên thì tại vì cái thứ màn hình nhỏ quá cho nên mình rất hay là bấm nhầm vào. Nhiệt độ thì nóng lên cũng rất là nhanh. Ui, trải nghiệm vẫn rất là mượt mà các bạn ạ. Và mình thì vẫn không có một cái súng nào cho nó ra hồn cả. Ui, phản xạ như gamer luôn. Tuyệt vời. Ska. Ngon. Nice. Đến thẳng Bushingi luôn các bạn ạ. Tại đây mình nghe có tiếng súng này. Bot. Game chơi vẫn rất là mượt các bạn ạ. Lái xe rồi các thứ. Ui, ông này săn bot ghê thế. Bushingi ở trong bò các bạn ạ. Đi thôi. Một trải nghiệm vẫn rất là mượt mà và cực kỳ phù hợp với những bạn nào là tay bé. 30fps trên chiếc máy này mình vẫn thấy nó rất là mượt. Lốt. Ui, cọc kẹt thế nhờ. Có nhà có cửa phát là đỡ đói ngay. Cầm sợ gun như này là phan luôn đấy. Phan luôn đấy. Sao mình ghét cái laser thế nhờ. Cảm giác như nó cực kỳ vô dụng quá các bạn à. Cánh hữu tàn bên trên cái màn. Và nấu này trông có vẻ khá là nhàm chán các bạn à. Tại vì một người mà bắn hay như mình không thể nào mà kiểu nó luôn luôn kiểu nó cho ra một cái cảm giác trống vắng ấy. Cực kỳ là không thoải mái chút nào cả. Nên xem mà đi thôi, thi thoảng thì vẫn có hiện tượng thần nhẹ. Let's go. Ok, move. Number one. Get in the car. Có hiện tượng khẩn khi lái xe các bạn nhá. Mình thì mình đi kiếm người luôn. Bò cách đây một cây nữa thì thôi. Thank you.
không có một bóng người luôn, sợ thật. Trong nhà. Chị như nào vậy bạn ơi? Chị như nào bạn ơi? Ui, thao tác cứ lóng ngóng như thế này. Hay rồi, tìm quá hay. Ô, này sao chọn bơm? Ui, khó. Boss nữa, trời ơi, boss bây giờ boss cuối rồi mà vẫn có boss đó sao? Cái gì vậy? Ok, như vậy mình đã vào game rồi. Chiếc máy này thì nó vẫn đáp ứng đủ cho chúng ta là cái mức cấu hình cao 60fps. Thế này thì quá ok rồi. Tầm 2 triệu thôi thì con này rõ ràng là một trong những chiếc máy cho ra cái mức cấu hình tốt rồi. Nhưng mà cũng chưa thể nào so với lại con Sony XZ1 được. Tại vì nó có chúng ta là con chip 835 luôn. No. Trời ơi, tức thật ấy, bị choáng. Khó chịu quá. FPS thì nó sẽ dao động tầm khoảng là 57-60. Ui. Team này có vẻ căng nhưng mà vui đấy các bạn à. Mình thấy team này là đánh được này. Tiếp tục farm nốt cái bãi của lớn này. Nó đang rộng. Ui, máy đang rất là nóng rồi các bạn à. Ok. Lui. À, được. Ăn bùa đỏ thôi. Nó mất bùa đỏ, nó sẽ không ăn được bùa đỏ của mình đâu. Chui. Ui, quá tiếc luôn. Trời ơi, bị chóng rồi. Bị làm chậm nữa, không thể nào tích được nội tại. Cái váy pha đó quá tiếc các bạn à. Ui, nó hơn 1k tiền rồi. Fix nó thế, 6-0 rồi. Damn, khó đấy. Ván này căng này các bạn à. Chấm dứt được con xe fix là nhẹ cả người. Màn hình tự giám độ sáng các bạn à, quá khó chịu tại vì nó nóng quá mà. Nhưng mà vẫn phải ráng farm. Thằng này phải chết. Rồi, quá ngon luôn. Lật kèo. Chính thức lật kèo. Cái thằng này. Chính thức lật kèo. Nói chung là ăn được một mạng của con xe viết là nó đã giải tỏa được cái tâm lý nặng nề của mình rồi. Cái thằng... Ui... Team này là nuôi rắn cắn gà nhà rồi. Nuôi rắn cắn gà nhà chứ. Chán thật. Hớ rồi em à. Xe viết giờ hớ lắm rồi. Này thì xe viết. Chết này. Ui. Mém tí nữa không lùi về được. À đè. Lên là muốn ăn bù xanh mình đấy. Sợ thật tim này. Tiền như thế này trên lệch nó hơn 1,5k mà. Sợ gì. Thoải mái. Chập hết. Chạy đi đâu mà chạy. Về.
Ui đứng luôn kìa. May quá Real Madrid nó bị cận thị. Ui ui mắc liềm. Sợ. Một pha đi gọi là thôi chả biết nói như thế nào. Chơi vẫn rất là mượt các bạn ạ. Mấy cái bén thì mình thấy nó đứng yên ở mức là 58 luôn. Nó không nhảy lên 60 các bạn. À 59 này. Quá ngon. Càng đấy. Ui drop xuống 53 này, 52 này. Ui. Nhanh. Ui. Trụ ơi. Hay. Ui thua rồi. Quá tiếc luôn các cậu à. Ok. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc iPhone 6S này ở thời điểm hiện tại? Thì theo như cá nhân mình thấy, trong quá trình chơi từ game Liên Quân Mobi thì nó vẫn có cái khoảng drop nhất định về cuối trận, khi mà FPS nó chỉ còn là khoảng 50-53 thôi. Đó. Rồi, còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.